Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ulrich Xe sau phần 2 thọt cây như phần 1. Nên thôi, mình tiếp tục phần 3 cho đủ KPI nhé. Trong phần 3 này, chúng ta sẽ đến với 10 loại tiếp theo trong danh sách 100 loại khủng long có tên bắt đầu bằng chữ cái A nào. Hãy ấn like, subscribe và share phát thay cho liều doping tinh thần để anh em chúng tôi lên video đều phục vụ anh em nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video ngay thôi nào. Số 21, Acromimus. Acromimus có nghĩa là bắt chước châu Phi, là một chi khủng long chân thú sống vào thời kỳ hình thành Eurasia kỷ phấn trắng sớm ở Cộng hòa Niger. Nó chứa một loài duy nhất là Acromimus tenerensis, được đặt tên vào năm 2017 bởi Paul Serino từ các bộ phận của chân phải, đốt sống và xương sườn được tìm thấy ở sa mạc Tenere. Ban đầu nó được phân loại là Ornithomimosaurian, nhưng sau đó nó được cho là Abelisauridae. Acromimus được mô tả là có kích thước trung bình đối với một loài khủng long Ornithomimosaur, đánh giá bằng sự hợp nhất ở các đốt sống cũng như giữa xương mát và xương cổ chân của mẫu vật gốc Acromimus. Cá thể này đã đạt đến kích thước trưởng thành trước khi chết, xương dày có chiều dài đến 40 cm. Paul Serino cho rằng mẫu vật lớn nhất của Ornithomimosaur là Sinornithomimus. Đây là một con gần trưởng thành ít nhất 7 tuổi, có xương dày có chiều dài tương tự, và kết luận rằng Acromimus có kích thước trưởng thành nhỏ hơn một chút, chỉ bằng một nửa Gallimimus, gấp đôi kích thước của Senosaurus và có kích thước gấp 3 lần Nyquebasaurus. Số 22, Avrovinator. Avrovinator có nghĩa là thợ săn châu Phi, là chi khủng long Theropoda trong chi Megalosauridae, sống vào thời kỷ Jura tại nơi ngày nay là Bắc Phi, cũng là một trong những loài khủng long theropod hoàn thiện nhất cho đến ngày nay. Điều kiện môi trường khắc nghiệt có thể nhanh chóng làm hư hỏng các hóa thạch khi tiếp xúc với các yếu tố tự nhiên. Đây được coi là một loài khủng long họ hàng của Spinosaurus, L. Streptospondylus, Dubryblosaurus, Megalosaurus và thậm chí là Allosaurus. Mẹ đọc mấy quả tên méo cơ mồm ra. Ngày nay, Acromimus được đặt trong họ Megalosauridae, mặc dù vị trí chính xác thay đổi tùy theo nghiên cứu vào người mô tả loài này cũng chính là Paul Serino. Cũng giống như Acromimus, hóa thạch của loài này cũng được phát hiện tại Niger năm 1993, nhưng nằm trong thành hệ Thiorare ở tỉnh Angades. Thành hệ Thiorare ban đầu được cho là có niên đại từ tầng Helterive đến tầng Berime của kỷ Rata sớm, sắp xỉ 132 đến 125 triệu năm trước. Tuy vậy, nhờ tái nghiên cứu mà ta có thể xác định rằng thành hệ này có niên đại từ kỷ Jura giữa, còn Acromimus sống trong tầng Ban và tầng Oxford từ 167 đến 161 triệu năm trước. Acromimus được biết đến nhờ một bộ xương gần hoàn thiện với mẫu vật gốc là UCOPA1, có phần lớn hộp sọ chỉ thiếu một phần nửa trên và hầu hết xương hàm dưới, một phần xương cột sống, một phần chi trước, một phần khung chậu và hầu hết chân sau. Bộ xương này được lưu giữ tại Đại học Chicago. Dựa trên bộ xương đã biết, Acromimus dài chừng 8 mét từ mõm đến chóp đuôi, cân nặng khoảng 1 tấn. Paul Serino nhấn mạnh rằng dáng vẻ của nó khá mảnh khảnh, xương cánh tay dài khoảng 40 cm, xương chài dài 68,7 cm và xương đùi dài 76 cm. Nói chung hộp sọ dẹp, chiều cao bằng 1/3 chiều dài, nhưng không thể đoán định dứt khoát vì thiếu mảnh trước hàm. Xương hàm có 14 răng suy ra từ hốc răng, còn 9 răng thì đã mất. Số 23, Agathaumas. Agathaumas được cho là một loài khủng long Ceratopsian rất lớn, có khả năng là dài tới 10 mét, sống ở khu vực ngày nay là Hoa Kỳ vào gần cuối kỷ phấn trắng. Nó được coi là một chi đáng ngờ của loài Ceratopsian vì nó dựa trên mô tả về một phần xương hông. Các phát hiện sau đó được cho là thuộc về chi này vì các loài bổ sung hiện đã chuyển sang Triceratops và Mimoclonius, hoặc đến loài khủng long Thespesius. Lý do tại sao nó rất đáng ngờ là do xương giữa hông giữa các loài khủng long sừng hầu như không khác nhau chút nào. Cách duy nhất để chúng ta có thể chắc chắn liệu Agathaumas có thực sự là một chi riêng biệt hay không là chờ có thêm tài liệu mà thôi. Lý tưởng nhất chắc là hộp sọ có thể được tìm thấy của cùng một cá thể. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chắc chắn rằng đó chính xác là cùng một cá thể vì gần như không thể quy kết các tàn tích hóa thạch từ các nguồn khác nhau do thiếu các đặc điểm phân biệt trên mẫu vật điển hình. Agathaumas là một chi khủng long riêng biệt theo đúng nghĩa của nó, hoặc nếu nó thực sự đại diện cho một cái gì đó rất khác. Số 24, Achillesaurus.
Achillesaurus có nghĩa là thằn lằn nhanh nhẹn, được Benzie mô tả khoa học vào năm 1990. Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời khi việc xây dựng bảo tàng khủng long thực sự sẽ dẫn đến việc phát hiện ra một loài khủng long mới. Điều này đã xảy ra với Achillesaurus. Trên thực tế, phần còn lại của Achillesaurus hiện đang được trưng bày trong cùng một bảo tàng có tên là Bảo tàng khủng long Zingon. Cái tên Achillesaurus có liên quan đến cấu trúc và bộ xương dẻ của nó, cũng như ở nhiều loài khủng long chân chim khác. Chân dưới dài hơn chân trên dẫn đến tốc độ chạy cao. Có lẽ sự kết hợp giữa tốc độ nhanh và sự nhanh nhẹn này là khả năng phòng thủ chính của nó trước những kẻ săn mồi. Phân tích các vòng củng mạc đã chỉ ra rằng Achillesaurus là loài khủng long hoạt động ban ngày, hoạt động suốt cả ngày và nghỉ ngơi vào ban đêm. Achillesaurus rất khó để phân loại vì nó không có đặc điểm đặc biệt của bất kỳ nhóm nào ngoài Ornithischia. Điều này đã dẫn đến hai nhóm suy nghĩ chính, rằng nó hoặc là một ví dụ về loài khủng long chân chim nguyên thủy còn sót lại, hoặc nó thuộc về một nhóm chưa xác định. Số 25. Agnosphitis. Agnosphitis là một chi khủng long được Fraser Padian Woodlin mô tả khoa học vào năm 2002. Chi Agnosphitis dường như được định sẵn sẽ gây ra nhiều sự nhầm lẫn trong tương lai. Đầu tiên, không có sự thống nhất chung nào về việc phân loại Agnosphitis. Một số người coi nó là loài Archosaur, một loài khủng long hình thái cho đến thậm chí là một loài khủng long Saurischian riêng biệt. Để góp phần đưa loài này đến gần hơn vùng bên tranh cãi thì còn có ý kiến cho rằng mẫu vật gốc còn sót lại của Agnosphitis là một con Chimera. Có nghĩa là chúng có thể được tạo thành từ hài cốt của nhiều sinh vật. Các ông nào đưa ra ý kiến này cũng hài cốt thật nha. Số 26. Aguza ceratops. Aguza ceratops ban đầu được xếp vào chi của Jasmosaurus, một loài khủng long Ceratopsian vào thời Cambrian phổ biến hơn. Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn của Lucas, Sullivan và Hân vào năm 2006 về một phần hộp sọ đã tiết lộ sự khác biệt của chính nó với hóa thạch Jasmosaurus khác. Điều này dẫn đến việc nó sẽ bị loại khỏi chi Jasmosaurus và được thiết lập như một chi mới duy nhất. Mặc dù tên loài ban đầu là Mariscalensis vẫn được giữ lại để tạo ra loài Aguza ceratops Mariscalensis mới, phù hợp với tên chi được lấy cảm hứng từ thành hệ Aguza, nơi mẫu vật gốc ban đầu được phục hồi từ một lớp xương còn sót lại, kết hợp với ceratops, mà trong tiếng Hy Lạp cổ đại có nghĩa là mặt có sừng. Tên loài Mariscalensis dịch theo nghĩa đen sang tiếng Anh là Marisco. Kể từ mẫu vật gốc được mô tả, các mảnh còn lại đã được gán cho chi này. Các loài khủng long khác thuộc thành hệ Aguza mà Aguza ceratops có thể có chung môi trường sống với nó, bao gồm các họ hàng của nó là Jasmosaurus, cũng như các loài khủng long bột thép Edmontonia, Eoplocephalus cũng như Anguloma stacator, cùng với các loài khủng long khác chẳng hạn như Sauronitholestes và Richardotessia. Mấy quả tên đọc méo hết cả mồm vãi thật. Những con khủng long này có lẽ sẽ không phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Aguza ceratops, và rất có thể đã săn những con khủng long có kích thước tương tự khác là mục tiêu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, có một mối đe dọa rất lớn đến từ thành hệ Aguza, và đây là Deinosuchus đáng sợ. Nói đến đây thì khá nhiều các bạn cũng đã biết rồi. Nó là một con cá sấu khổng lồ nổi tiếng với việc tiêu diệt những loài khủng long bạo chúa và có khả năng kéo một con Aguza ceratops xuống nước nơi nó có thể bị chết đuối. Deinosuchus không chỉ là một loài săn mồi lớn nhất được phát hiện cho đến nay trong hệ tầng Aguza, mà sự hiện diện của một loài cá sấu bán thủy sinh kết hợp với hóa thạch của rùa và Aemonid cho thấy rằng Aguza ceratops có thể đã sống ở vùng đất ngập nước ven biển gần bờ biển Western Interior Seaway, một vùng biển đông đã nhấn chìm phần lớn miền Trung Bắc Mỹ trong kỷ phân trắng. Số 27. Agustinia. Giống như nhiều loài khủng long sauropod khác thì Agustinia cũng được biết đến từ những hóa thạch chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, một số hóa thạch này đã tiết lộ những chi tiết đáng kinh ngạc rằng loài sauropod này có thứ dường như là áo giáp dọc theo lưng trông giống như các phiến gai của Stegosaurus, một loài khủng long ăn cỏ nhưng hoàn toàn khác. Mà nói về Stegosaurus thì mình cũng đã có một video về loài này, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất đang được hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Điều này đã ám chỉ đến việc chiếc đĩa nằm sau gáy của Agustinia, mặc dù những chiếc đĩa này nằm ở một góc vuông đã được sắp xếp theo kiểu Stegosaurus. Có nghĩa là nhìn từ bên cạnh, chúng trông mỏng manh, nhưng nhìn từ phía trước, bạn sẽ thấy hình dạng đầy đủ. Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy rằng những tấm này thực sự là những mảnh vỡ của xương sườn và hông. Nếu điều này là đúng thì Agustinia không có tấm giáp. Nói cái đoạn dài thì cuối cùng, nó hoàn vốn.
Vị trí phát sinh loài Agustinia rất khó xác định, dù một số ít xương được biết đến của chi này có sự kết hợp với các đặc điểm của Tyrannosaurus. Agustinia lần đầu tiên được đặt tên vào năm 1998 với cái tên Agustia, nhưng sau đó người ta phát hiện ra tên này đã được dùng cho một sinh vật khác, do đó họ đã đổi tên thành Agustinia vào năm 1999. Số 28, Acaceratops. Mặc dù chỉ được đặt tên từ một phần hộp sọ còn sót lại đại diện cho một loài khủng long nhỏ, nhưng Acaceratops vẫn là một trong những khám phá khủng long quan trọng nhất vào đầu thế kỷ 21. Nó là loài khủng long Ceratopsian đầu tiên được chứng minh rõ ràng là có nguồn gốc từ châu Âu. Vì trước đó, khủng long Ceratopsian rất phổ biến trên khắp châu Á và Bắc Mỹ vào cuối kỷ Vân Trắng, cho đến khi phát hiện ra Acaceratops. Đây là những nơi duy nhất có những loài khủng long này được biết đến là còn sống. Xét về các đặc điểm đã biết, Acaceratops được những người mô tả coi là giống với Bagaceratops và Manicrucis. Cả hai đều được biết đến ở châu Á. Acaceratops là một loài khủng long bốn chân nhỏ chuyên gặm cỏ ở những thảm thực vật phát triển thấp. Có một số mô tả khác cho rằng Acaceratops giống như một phiên bản thu nhỏ của các loài khủng long Ceratopsian lớn hơn sau này như Casmosaurus và Diaploceratops, nhưng nó sẽ thiếu cái đường dìm gỗ và màn sân phức tạp của những họ hàng sau này. Hệ tầng Sebania, nơi hóa thạch Acaceratops được biết đến, được cho là một đồng bằng ngập nước vào cuối kỷ Phấn Trắng. Môi trường sống này sẽ có những vùng đất màu mỡ rộng lớn từ phù sa lắng động do lũ lụt thường xuyên, cho phép thảm thực vật phát triển tươi tốt hơn. Tuy nhiên, một lời giải thích khác cho rằng Acaceratops sống ở thượng nguồn trong điều kiện khô hơn và chỉ đơn giản là bị cuốn trôi xuống đó khi vào mùa lũ lụt. Có khả năng nó chia sẻ môi trường sống với các loài khủng long Ornithopod như Brachiodon, các loài khủng long Hungarosaurus và các loài khủng long chân thú nhỏ như Pneumatoraptor, trong khi các loài thằn lằn bay như Bacchunibraco bay trên đầu. Số 29, Aenapia. Aenapia là một chi khủng long Hadrosaurus sống vào cuối thời kỳ Matrix cho đến cuối kỷ Phấn Trắng. Aenapia đã gây chú ý trong thế giới cổ sinh vật học khi nó là hóa thạch khủng long Hadrosaurus đầu tiên được tìm thấy ở châu Phi. Khủng long Hadrosaurus trong một thời gian dài đã gắn liền với Bắc Mỹ và châu Á. Mặc dù ngày càng có nhiều hóa thạch khủng long Hadrosaurus được tìm thấy ở các mỏ của châu Âu và Nam Mỹ, được cho là đã bị cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới, có nghĩa là loài khủng long mỏ vịt không thể lan sang châu Phi. Lý thuyết này từng được đề xuất cho việc thiếu hóa thạch khủng long mỏ vịt ở Nam Mỹ, hoặc ít nhất cho đến khi chúng bắt đầu được tìm thấy ở đó. Rất có thể khi mực nước biển lên xuống và các lục địa dịch chuyển, những cây cầu đất liền tạm thời có thể đã xuất hiện, cho phép những loài như khủng long mỏ vịt di cư sang các lãnh thổ mới. Có một giả thuyết khác là Aenapia đã bơi hoặc trôi dạt qua biển từ châu Âu để di cư sang châu Phi. Thật vậy, Aenapia được chú ý vì nó có sự tương đồng mạnh mẽ với chi Hadrosaurus Arendisaurus được biết đến từ châu Âu. Aenapia là một sự xuất hiện kỳ lạ của một con khủng long băng qua biển, có lẽ đã chết và nổi trên mặt nước vì cơ thể của nó bị đầy hơi. Hay Aenapia đã đại diện cho một cá thể từ một quần thể khủng long mỏ vịt ổn định sống ở châu Phi. Số 30, Acinacephalus. Acinacephalus là một chi ankylosaur sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Phấn Trắng. Trong thời gian này, phần trung tâm của Bắc Mỹ đã bị nhấn chìm bởi đường biển nội địa phía Tây. Biển Bắc Mỹ bị chia thành hai lục địa, đó là Appalachia và Laramidia ở phía Tây. Trong video nói về liên họ bảo chúa Tyrannosauridae, mình cũng đã có nói đến về lục địa Appalachia và các loài khủng long nổi tiếng ở đó. Các bạn có thể tìm xem trên kênh hoặc click vào mục đề xuất xuất hiện ở góc phải màn hình nhé. Quay trở lại với nội dung chính, thì Acinacephalus đến từ một phần phía nam của Laramidia và tại thời điểm mô tả chi là loài mắt cá chân được bảo tồn tốt nhất ở khu vực này. Tuy nhiên, Acinacephalus không phải là loài ankylosaur đầu tiên được phát hiện ở khu vực này, mà đó là Nodocephalosaurus. Cả hai chi này đều được ghi nhận là có cấu trúc hộp sọ tương tự nhau. Mặc dù những người mô tả ban đầu tin rằng Acinacephalus là một chi riêng biệt sau khi thử nghiệm các thành phần hộp sọ đã biết của Acinacephalus và Nodocephalosaurus. Cả Acinacephalus và Nodocephalosaurus đều có hộp sọ có vẻ giống với các chi ankylosaurid như Tachia và Cyanea hơn là các chi được thấy ở các vùng phía bắc khác. Khủng long ankylosaurus châu Mỹ được biết đến từ phần phía bắc của Laramidia. Điều này cũng có ý tưởng về sự phân bố của loài khủng long châu Á và Bắc Mỹ. Nhưng sau đó, điều này cũng đã được chỉ ra ở những nơi khác. Cả châu Á và Bắc Mỹ đều có những điểm tương tự các loài khủng long cuối kỷ Vân Trắng với nhau.
với các di tích của các loài khủng long mỏ vịt Romaeosaur, Tyrannosaur, Ceratopsian và Ornithomimosaur, cùng với những loại khác được biết đến từ cả hai lục địa trong cùng khoảng thời gian trên. Vừa rồi là phần 3 với thêm 10 loài nữa trong top 100 loài khủng long có tên bắt đầu bằng chữ cái A. Và vẫn như cũ, hai ca view quay đầu thì đúng là buồn thật sự. Anh em nào vẫn muốn series này tiếp tục thì hãy share video này mạnh tay hơn nữa nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.